Trong buổi sáng ngày hôm nay sẽ là một sáng tác của nghệ sĩ Dada, ca khúc được mang tên Hot. Xin được phép chào tất cả quý vị, các anh chị và các bạn. Cảm ơn rất nhiều ạ.
vị đại biểu, các vị khách quý đã đến tham dự lễ khai trương Trung tâm Thương mại Vincom Plaza Kiên Giang.